Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đà Vào nha. Mình Đà Vào đây. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần ha. Mình chúc mọi người một ngày đầu tuần gặp nhiều điều may mắn nha, công việc gặp nhiều thuận lợi nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại quay giá cà phê, giá tiêu ngày hôm nay cho bà con tham khảo từ đó gửi đến các bạn nha. Hôm nay ngày thứ hai, giá cà phê thì cũng bình ổn, chỉ có giá tiêu là có thay đổi mọi người nha. Bây giờ mình mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê tại tỉnh Tây Nguyên và bảng giá tiêu tại tỉnh xem thử có thay đổi gì không. Mong bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh mình nha. Cho mình xin một like mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2020.